Chào bạn có anh Kiểm kênh Tiểu Phương Vlog. Thì anh Vinh sẽ có một chuyến đi lên Sài Gòn để quay phim nha các bạn. Cho nên tối ngày hôm nay thì mình sẽ soạn đồ nè, để sáng ngày mai mình còn đi nữa. Ở đây thì mình có chuẩn bị đồ ngủ nè các bạn. Đồ ngủ này nè, thì sau khi quay phim về gọi thì mình sẽ mặc cho nó thoải mái. Đó, mình sẽ sắp vào vali thôi. Kế tiếp là những món đồ mình đi ra ngoài đường nè, như đi tới chỗ quay phim rồi đi chơi nữa, mình sẽ để đây. Và những món đồ này cũng vậy luôn. Đó, để vô. Bên đây là đồ của chị hai mình nè các bạn. Còn bên đây là đồ của mình nè nha. Ở chính giữa này thì mình sẽ có khẩu trang, kẹp, rồi khăn giấy ướt nữa, vân vân, có rất là nhiều đồ trong đây luôn. Mình với chị hai đã soạn đồ xong rồi. Bây giờ thì mình sẽ chuẩn bị ngủ nè. Sáng mai cả team mình sẽ lên Sài Gòn. Trong quá trình lên Sài Gòn thì mình sẽ quay lại cho các bạn xem. À đúng rồi, quên nữa. Đây là cái túi của mình nè các bạn. Cái túi ăn vặt của mình đây nha. Bây giờ thì mình sẽ lấy ra cho các bạn xem. Đây là những gói bánh nhỏ nè, ngọt nè. Đó, hũ kẹo, kẹo chi gom. Còn đây, bịch xí muội. Rồi bây giờ thì mình sẽ để vô. Ở đây thì mình có chuẩn bị những gói mì đây nè các bạn. Mình quay phim về mà quay phim khuya có gì đói bụng thì mình có cái để ăn. Rồi bây giờ thì mình đã soạn đồ xong rồi. Rồi mình sẽ chuẩn bị ngủ thôi nha. Mấy anh chị tập hợp đầy đủ rồi. Bây giờ thì mình sẽ đợi xe tới, sau đó cả team mình sẽ đi thôi nha. Anh nháo, anh nháo. Như một hồi rồi. Vậy nè. Có đây hơi gà bạn. Cứ từ nó đi. Yếu gà, chị Giang yếu gà. Rồi chị Giang về đi con, còn tức máu lắm. Rồi, ra ra hành, ra hành. Hôm đi 10 ngày nữa gặp lại cô ba đó. Nhéo thanh bóc tức mỗi hay trời. Mày ăn của tao rồi đó. Chị Thảo, chị đây em nhiêu bộ đồ chị Thảo? 20 bộ. Còn anh Hùng? 20 bộ. Còn Tiên? Lên 8 bộ. Rồi ba người có hồi hộp gì không? Bây giờ là đang quay 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 cuồng luôn, đầu óc là không thấy gì luôn rồi đó. Ủa anh Cường sao đem nhiều nước dưa hả? Mua nước hồi lên xe ai có uống thì uống nè. Chị Dương đem nhiêu bộ đồ chị Dương? Đem 5-6 bộ vậy. Chị có cảm thấy hồi hộp gì không? Có chứ. Rất là hồi hộp. Tiên của mình tập hợp lên xe đầy đủ hết rồi, chuẩn bị xuất phát thôi nha các bạn. Phòng này thì Tiểu Phương ngủ cùng với chị hai và Á Tiên nha. Wow.
phòng rất là rộng luôn á các bạn. Đẹp quá. Quá tuyệt vời. Có cái giường nữa nè. Hai giường quá đã. Đây để mình cởi giày vậy các bạn. Review phòng cho các bạn xem. Phòng đối diện là của chị Dương. Đây, ở đây thì mình có hai cái giường này nha. Rất là im luôn. Đó, đây là cái giường thứ hai. Bên đây thì có một cái ghế với lại một cái bàn. Còn đây là cái đèn này các bạn. Cái này là cái đồng hồ nữa. Có cái chuôi nữa nè. Ở ngoài đây thì một cái phong cảnh rất là đẹp. Bây giờ mình sẽ mở ra cho các bạn xem. Đây. Đó, mình có thể nhìn xuống dưới được luôn đó nha. Là xe nè chạy ngang rồi mình nhìn thấy hết. Tại bên đây cũng có một cái gương. Ui, trời ơi. Bên đây cũng có một cái gương hình tròn nữa nè. Đó, có, trong phòng này cũng rất là nhiều gương luôn á. Quá tuyệt vời. Thậm chí còn có tivi nữa nè. Ừ, chị Dương qua chơi kìa. Hello. Mình đi quay về có thể là nằm và xem tivi. Quá đã. Bây giờ thì mình sẽ review toilet của khách sạn 4 sao như thế nào nha các bạn. Có khác gì cái toilet của nhà mình hay không? Ây da. Wow. Ở trong đây thì sẽ có một cái bồn rửa mặt nè. Rồi cái cục xà bông, hai cái ly để mình súc miệng. Còn bên đây thì gồm có nè đồ cao gâu, hàng chải đánh răng, khăn. Đó, ở trong đây cũng có cái gương luôn. Bên đây cũng có cái gương màu nhỏ nhỏ này các bạn. Ở trong đây là cái phòng tắm ga ten. Dạ. Đây nè. Trời ơi, giống cái đầu mẹ. Đây là cái phòng tắm, ở trên cũng có vòi sen nữa. Ở đây có một cái khăn tắm đây nè các bạn. Ở trong đây thì mình gồm có điện thoại, chui, khăn giấy, một cái bồn cầu. Ở trên đây cũng có khăn tắm đây nè. Vậy là mình đã review xong cái căn phòng mình ở rồi đó. Quá xịn sò luôn. Ngoài ra ở đây còn có máy sấy tóc nè. Rồi bình nước. Rồi cái máy đun nước đây nè các bạn. Có hai cái muỗng, hai cái ly, nước suối. Đây nước suối nè. Ở bên đây thì có một số đồ uống như cà phê, cũng nè đường như các bạn để pha cà phê uống. Đó. Ở bên đây còn có cây cân đây nè. Không lẽ vô khách sạn 4 sao ăn nhiều quá cái nó lên ký nha các bạn. Đây mình đang nghĩ coi. Dạ. Wow wow wow. 38.8 kg. Đó các bạn thấy không? Wow. Ý, ủa cái này là cái gì vậy? Bây giờ thì mình sẽ mở ra cho các bạn xem luôn nha. Wow, đây là một cái tủ lạnh. Ở trong đây thì chỉ có hai chai nước suối thôi các bạn, không có gì hết trơn á. Thôi đóng lại. Đóng lại luôn. Đó. Một cái căn phòng của mình nè, ở trong đây có cái tủ nữa. Rồi các bạn lại đây nha, coi bên trong cái tủ này có gì. Vô. Trong cái tủ này thì chả có gì hết trơn các bạn ơi. Không có đồ luôn, chỉ có một cái cây móc đồ này của mình. Đó. Rồi, tôi mở tủ bên đây. Ở đây thì người ta có chuẩn bị két sắt nè. Rồi mấy cái móc phơi quần áo bằng gỗ luôn á nha. Quá tuyệt vời luôn á. Thôi bây giờ thì mình sẽ đóng lại. Để mình coi có cái remote đưa tivi không. Có tivi thì có remote. Ái Tiên đi xe mệt không Ái Tiên? À dạ mệt. Quá mệt luôn. Bình thường đi xe ói nè, bữa nay đi có ói không? Dạ không. Nén như lắm. Thấy phòng này sao? Thích phòng này không? Thích. Quá. Lần đầu tiên Ái Tiên được ở khách sạn 4 sao đó nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ mở tivi lên. Đó. Mở lên chưa? Ok, mở kìa các bạn. I can feel I'm changing. I don't know if I'll ever go back. All the ways that you make me build me up on the things I lack. I don't ever wanna lose you now. Cause I don't think I'll make you hear me now. Cause it's you and only. We'll be right back.
bạn thích video này của mình, hãy cho đăng ký một like, bấm ở chuông nhận được video sớm nhất từ Tiểu Phương Vlog nha. Còn bây giờ thì bye bye.